Hân Hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức mẹ con Ellie Trần mặc tông sạch tông đi dạo cùng nhau. Nữ diễn viên đẩy xe nôi cho bé túc mạch còn mộc trà tự đi bộ. Trên trang cá nhân, Ellie Trần vừa đăng tải loạt ảnh ba mẹ con đi dạo bộ. Nhưng ngày 1 tây tháng 6, bé túc mạch được mẹ đẩy xe nôi, trong khi cô chị mộc trà tung tăng đi bộ với vẻ sảng khoái. Ellie Trần chia sẻ, mấy ngày qua cô bận rộn đi quay từ sáng sớm đến đêm, lại thiếu ngủ nên rất đuối. Hôm nay vừa về nhà, định chợp mắt thì thấy trời đẹp, nên tranh thủ đưa hai con đi tản bộ hít thở không khí trong lành. Mộc trà mới hơn 2 tuổi, nhưng rất ra dáng đàn chị. Khi hôn lên trán em và giúp em chỉnh lại dây giày, bé túc mạch thì gần 7 tháng, cả hai bé đều có vẻ đẹp lai dễ thương. Ba mẹ con Ellie Trần đáng yêu khi mặc trang phục tông sạch tông, áo sơ mi trắng và quần xanh đen. Gần đây, Ellie Trần trở lại hoạt động nghệ thuật và khá sôi nổi. Khán giả cũng dành sự quan tâm lớn đến gia đình nhỏ của cô. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!